clip mặc cả lại quả với nhà thầu, nhà thầu xác nhận có cuộc trao đổi. Liên quan clip mặc cả lại quả với nhà thầu, hôm mùng 2 tháng 6, nhà thầu xác nhận có cuộc trao đổi với ông NVS, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, Cà Mau. Liên quan đoạn clip được cho là một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, Cà Mau mặc cả lại quả với nhà thầu, ngày mùng 2 tháng 6, ông VDN, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau, xác nhận với phóng viên thanh niên giọng nói được cho là nhà thầu trong clip chính là ông cuộc trao đổi với một phó chủ tịch huyện Phú Tân vào năm 2021. Làm việc với tổ xác minh và cả công an, tôi đều xác nhận giọng nói trong clip là của mình. Đó là cuộc điện thoại trao đổi giữa tôi với ông S, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vào năm 2021. Nội dung trao đổi là để thương lượng về việc công ty tôi sẽ làm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm VHTT xã Phú Tân, ông N kể. Ông N thắc mắc, qua báo chí tôi biết được thông tin ông s không thừa nhận giọng nói trong clip là của mình tôi thấy đâu có gì đâu mà không dám nhận thực tế theo tôi đoạn clip không bị cắt ghép như nghi ngờ